Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 49. Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ru-bên, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng. Con sôi trào như nước nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay khí giận họ vì dữ dằn thay. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tán lạc họ trong dân Israel. Hỡi Giu-đa, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chận cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Giu-đa là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn. Isaka là một con lừa mạnh mẽ nằm nghỉ giữa chuồng, thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồng vai vác gánh nặng, phải vâng phục những điều siêu dịch. Đan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đan sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Giê-hô-va, tôi trông ơn chưởng cứu của Ngài. Con Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Do nơi A-xe có thực vật ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nép-ta-li là nai cái thả chuồng, nói bày nhiều lời văn hoa. Giô-sép là chồi của cây tươi tốt mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Phước lành của vú và của lòng mẹ, phước lành cha chúc cho con vượt lần lên, cao hơn các phước lành của tổ phụ cha cho đến các chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé, ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng: Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ,
nơi hang đá tại đồng ruộng Ephron người Hê-tít, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-bê-la ngang Mamre thuộc về xứ Canaan mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ephron. Ấy nơi đó, người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó, cha cũng đã chôn Lê-a nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Chương 50. Giô-sép bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn Giô-sép biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình dùng thuốc thơm xông cho xác cha. Thầy thuốc bèn xông cho Israel. 40 ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xông thuốc. Dân Ai Cập khóc người trong 70 ngày. Khi mãn tang rồi, Giô-sép bèn nói cùng quần thần Pharaoh rằng: "Nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pharaoh nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng: này, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan. Vậy bây giờ tôi phải lên đó chôn cha tôi rồi sẽ trở xuống." Pharaoh bèn phán rằng: "Hãy trở lên chôn cha ngươi y như lời người đã bắt thề đó." Giô-sép dời xác cha mình trở lên chôn. Quần thần Pharaoh, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Ai Cập, hết thảy nội nhà Giô-sép, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong Gô-sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đạp lúa của A-tác ở bên kia sông Giô-đanh, thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó. Đoạn Giô-sép để tang cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đạp lúa A-tác thì nói rằng: "Ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Ai Cập đó." Bởi cớ ấy, người ta gọi cái sân này tên là Aben Mitraim ở bên kia sông Giô-đanh. Vậy, các con trai Gia-cốp làm theo lời cha trối lại, dời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng Mạc-bê-la ngang Mamre mà Abraham đã mua luôn với đồng ruộng Ephron người Hê-tít để dùng làm mộ địa. Chôn cha xong rồi, Giô-sép cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha đều trở xuống xứ Ai Cập. Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng: "Có lẽ Giô-sép sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng?" Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: "Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: hãy nói lại cho Giô-sép như vậy: ôi, xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha." Nghe qua mấy lời này, Giô-sép bèn khóc. Chính các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng: "Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó." Giô-sép đáp rằng: "Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh." Đoạn Giô-sép an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Giô-sép cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ai Cập, người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ ba và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức con trai của Manasse nữa. Kế Giô-sép nói cùng các anh em rằng: "Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Gia-cốp." Gia-cốp biểu các con trai của Israel thề mà rằng: "Quả thật Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này." Đoạn Giô-sép qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Giô-sép và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai Cập. Thi Thiên 11. Tôi nương náu mình ở Đức Giê-hô-va.
Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta hãy trốn lên núi ngươi như con chim? Vì kìa, kẻ ác dương cung, tra tin mình trên dây, đặng bắn trong tối tâm kẻ có lòng ngay thẳng. Nếu các nền bị phá đổ, người công bình sẽ làm sao? Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời. Con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm. Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình. Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Thi Thiên 12. Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau, lấy môi vua nịnh và hai lòng mà trò chuyện nhau. Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi vua nịnh và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo, tức là kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng, môi chúng ta thuộc về chúng ta, ai là chúa của chúng ta. Nhưng vì người khốn cùng bị hà hiếp và kẻ thiếu thốn rên siết, Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi giót bằng gốm luyện đến 7 lần. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi này. Khi sự hèn mạt được đem cao lên giữa loài người, thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía. Chương 30. Đức Giê-hô-va phán: khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho thêm tội trên tội. Chúng nó chưa hỏi miệng ta, đã khởi đi xuống Ai Cập để cậy sức mạnh của Pharaon mà thêm sức cho mình, và núp dưới bóng Ai Cập. Cho nên sức mạnh của Pharaon sẽ làm sỉ nhục các ngươi. Nơi ẩn náu dưới bóng Ai Cập sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. Các quan trưởng dân nó đã tới Soan, sứ giả đã đến Hane. Hết thảy sẽ mất cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi, song làm cho mang hổ mang nhuốc. Gánh nặng về các thú vật phương Nam. Trong xứ gian nan khốn khổ, từ xứ đó đến những sư tử đực, sư tử cái, rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải mình trên vai lừa con, vật báu trên gu lạc đà, đặng dâng cho một dân tộc chẳng làm ích gì được hết. Sự cứu giúp của người Ai Cập chẳng qua là hư không vô ích, nên ta đặt tên nó là Ra-háp, ngồi yên chẳng động. Bây giờ ngươi hãy đi, chạm lời này trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách để truyền lại đời sau mãi mãi không cùng. Dân này là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va. Nói với kẻ tiên kiến rằng đừng tiên kiến làm chi, nói với kẻ tiên tri rằng đừng nói tiên tri về lẽ thật. Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi. Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất đấng thánh của Israel khỏi mặt chúng tôi. Vậy nên đấng thánh của Israel phán như vậy: vì các ngươi khinh bỏ lời này, cậy điều bạo ngược và trái nghịch mà nương nhờ những sự ấy, bởi cớ đó tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra từng miếng chẳng tiếc gì, đến nỗi trong những miếng mẻ nó sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ. Vả Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế. Các ngươi nói rằng: không, chúng ta sẽ cưỡi ngựa chạy trốn. Ừ phải, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi cưỡi ngựa chạy mau. Ừ phải,
những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau. Một người dọa, ngàn người đi trốn. Năm người dọa, các ngươi đều đi trốn. Cho đến chừng nào các ngươi còn sót lại như cây vọi trên đỉnh núi, như cờ xí trên gò. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi. Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài. Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem, ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn. Mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng lẩn khuất nữa. Mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, này là đường đây, hãy noi theo. Các ngươi sẽ lấy bạc bọc tượng chạm, lấy vàng thép tượng đúc của mình làm ô uế, mà ném ra xa như đồ dơ bẩn và bảo nó rằng, hãy ra khỏi đây. Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất. Bánh lương thực từ đất sinh sản sẽ màu mỡ và dư dật. Trong ngày đó, súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng. Bò và lừa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon mà người ta dê bằng mũng với nia. Đến ngày chém giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống, thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn 7 lần, như vốn là sự sáng của 7 ngày. Trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vết của dân Ngài và chữa lành vết thương nó. Này, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Hơi thở Ngài khác nào sông vỡ lở, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàn hủy diệt mà sàn các nước, và dùng cái khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân. Bây giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui mừng trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vần đá của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngâm đe của mình ra giữa cơn giận Ngài, những ngọn lửa nuốt, gió táp, bão và mưa đá. Vì Assyri sẽ nghe tiếng Đức Giê-hô-va mà run sợ. Ngài sẽ lấy roi đánh Assyri, và mỗi khi Đức Giê-hô-va lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đờn cầm. Và trong những trận mạc, Đức Giê-hô-va sẽ vung cánh tay mình mà tranh chiến cùng nó. Vì Tô-phết đã sửa soạn từ xưa, sắm sẵn cho vua. Nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều. Hơi thở của Đức Giê-hô-va như suối lưu hoàng nhúm nó. Chương 31. Khốn thay cho những kẻ xuống Ai Cập đặng cầu cứu, nhờ những ngựa, cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng mà Ngài cũng là khôn sáng, ý chính Ngài là đấng giáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. Vả, người Ai Cập là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy: như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ. Đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó. Như chim bay liện thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem.
Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho. Hỡi con cái Israel, vậy hãy trở lại cùng đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng. Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội. Assyri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người, và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và những kẻ trai trẻ nó sẽ phải chịu khổ dịch. Vần đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi, các quan trưởng nó sẽ kinh sợ vì cờ xí. Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem. Chương 32. Này, sẽ có một vua lấy nghĩa trị vì, các quan trưởng lấy lẽ công bình mà cai trị. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Bây giờ, mắt của kẻ xem sẽ không mờ, tai của kẻ nghe sẽ chăm chỉ. Lòng của người hấp tấp sẽ hiểu sự khôn ngoan, lưỡi của người cà lâm sẽ nói dễ và rõ. Kẻ dạ dột sẽ chẳng được xưng là cao sang, người rít gióng chẳng được xưng là rộng rãi. Vì kẻ dạ dột sẽ nói những lời dạ dột, lòng họ siêu về sự gian dối đặng phạm các tội ác, đặng nói những sự sai lầm nghịch cùng Đức Giê-hô-va, đặng làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ khát hết đồ uống. Kẻ rít gióng dùng những khí giới gian tà, toan những mưu gian, lấy sự nói dối đặng làm hại người nhu mì và làm hại kẻ nghèo giàu nói lẽ công chính. Nhưng người cao sang chỉ lập những mưu cao sang, hằng làm sự cao sang. Hỡi những đàn bà sung sướng, hãy dậy mà nghe tiếng ta. Hỡi những con gái không hay lo, hãy để tai nghe lời ta. Trong một năm và mấy ngày nữa, các ngươi là kẻ không lo lắng sẽ đều run rẩy, vì mùa nho sẽ mất và mùa gặt cũng không có nữa. Đàn bà sung sướng hãy run rẩy, con gái không hay lo hãy bối rối. Hãy cởi áo sống, hãy ở trần, hãy thắt lưng bằng bao gai. Chúng nó sẽ đấm ngực vì đồng điền màu mỡ, vì cây nho sai trái. Chà chum gai gốc sẽ mọc lên trên đất dân ta, cùng trên mọi nhà chơi trong thành vui vẻ. Vì cung điện vắng tanh, thành đông đúc hoang loạn. Đồi và tháp từ nay sẽ trở nên xào huyệt đến đời đời, cho những lừa rừng choáng làm nơi nghỉ và những bầy vật thả ăn, cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta. Đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm. Bây giờ sự xét đoán sẽ ở nơi đồng vắng, sự công bình sẽ trú nơi ruộng tốt. Công bình sẽ sinh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ. Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng, và thành sẽ bị hạ cả xuống. Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước, thả chân bò lừa đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này,
bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.